Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn những mẫu xe hiện tại đang có ở cửa hàng của chúng tôi. Cửa hàng của tôi là Alam Auto, có địa chỉ tại số A5 Đinh Núp, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì mẫu xe đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đó là chiếc Honda CR-V bản L. Đây là phiên bản cao cấp nhất, sản xuất năm 2021. Xe mới chỉ chạy hơn 1 vạn km thôi, còn rất là mới. Thì hiện tại chiếc xe đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là hơn 900 triệu. Tiết kiệm so với xe mới đâu đấy khoảng tầm gần 300 triệu được quý vị ạ. Tiếp theo đây là một chiếc Accent. Chiếc Accent được sản xuất năm 2020. Đấy, bản bay số sàn quý vị nhá. Hiện tại chiếc xe này được chào bán được cửa hàng với mức giá là hơn 300 triệu thôi. Đấy, hơn 300 triệu nó có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Xe chạy 3 vạn km còn rất là mới, đăng kiểm còn khá là dài. Đấy. Thì hiện tại chiếc xe được chào bán được cửa hàng với mức giá là hơn 300 triệu. Đấy, có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Một mẫu xe nữa cũng chỉ loanh quanh 400 thôi, chưa đến 400. Thì nó là chiếc Ford EcoSport, sản xuất năm 2017. Xe cực kỳ đẹp, chạy hơn 7 vạn km. Đấy. Thì xe ngoại thất màu xanh này, nội thất màu ghế da màu đen, cực kỳ đẹp. Dòng xe Ford đi cực kỳ chắc chắn. Thì hiện tại chiếc xe đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là loanh quanh 400 thôi. Đấy. Tiếp theo là một chiếc Mitsubishi đấy, Chitông. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, số tự động một cầu quý vị nhá. Đấy, xe chạy rất là giữ gìn, đấy, chủ xe đi rất là giữ. Hiện tại chiếc xe được chào bán ở cửa hàng với mức giá đã hơn 500 triệu. Đấy, bán tải nhá, đời cao này, nội thất ngoại thất còn cực kỳ đẹp. Đấy, chỉ loanh quanh hơn 500 thôi. Thì loanh quanh 600 thì có CX5 2.5 2016 một cầu quý vị nhá. Xe đi 2.5 rất là thoát xe, đi rất là sướng. Ngoại thất màu titan rất là đẹp, nội thất ghế da nữa. Hiện tại chiếc xe được chào bán ở cửa hàng với mức giá là loanh quanh 600 triệu thôi. Đây là một chiếc Kia K3 sản xuất năm 2022, chạy loanh quanh 6.000 km, cực kỳ đẹp. Hiện tại được chào bán ở cửa hàng với mức giá là loanh quanh hơn 600 triệu một chút. Đấy, xe còn rất là mới, để quý vị có thể xem này. Nội thất ngoại thất còn rất là mới, còn nhiều vị trí ly lông còn chưa bóc cơ, bởi vì mới có loanh quanh 600. Xung quanh có 600 triệu thôi mà chạy hơn 6.000 km đấy, còn rất là đẹp. Ở phía trong này thì còn có hai sự lựa chọn cho quý vị nữa, đó là chiếc BT50. Đây là chiếc bán tải hai cầu, sản xuất năm 2017, hơn 400 rồi, số sàn đi cực kỳ mạnh mẽ đấy, quý vị có thể xem này. Ngoại thất nội thất còn rất là đẹp. Bên cạnh đây là một chiếc Cerato bản 2.0 sản xuất năm 2019 quý vị nhá, loanh quanh hơn 500 thôi là quý vị có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu đen, bản 2.0 bản full rồi, đi cực kỳ sướng, cực kỳ thoát xe đấy. Ở phía bên kia thì vẫn còn có quý vị và các bạn một vài sự lựa chọn nữa đây, mời anh camera có thể đi sang đây. Ở phía trong này đó là một chiếc Mazda CX5 sản xuất năm 2017, cũng hơn 600 rồi, bản 2.5 số tự động đấy, màu xanh Kawasaki cực kỳ đẹp, xe chạy cực kỳ giữ gìn luôn ạ, có chạy đâu đó khoảng hơn 4 vạn km thôi, còn rất là mới đấy, quý vị có thể xem này, tất cả các chi tiết còn rất là mới. Thì còn chiếc Xpander này thì mình nhận cọc rồi, chắc là mai hoặc ngày kia là khách lấy xe thôi. Ngoài ra ở cửa hàng còn rất là nhiều những mẫu xe chuẩn bị cập bến như là CX5 2020 và CX5 2021. Đấy, một chiếc xe CX5 2020 màu đỏ bản 2.0 Luxury cũng đang được đi dọn này. Một chiếc CX5 xanh Kawasaki 2021 bản 2.0 cũng Luxury. Đấy, loanh quanh chỉ loanh quanh hơn 700 thôi. Thì nếu các bạn có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline tất cả các mẫu xe luôn. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm được những chiếc xe ưng ý nhất. Đấy, đảm bảo về tính pháp lý này, đảm bảo về chất lượng xe một cách tốt nhất. Đấy, không cần phải ngần ngại gì nữa, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline bên dưới nhé. Thì video giới thiệu những mẫu xe hiện tại đang có ở cửa hàng của chúng tôi ngày hôm nay đến là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.